Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta lại tiếp tục làm cái phần shortcut giữa bài 15, đó là bài tiếp theo. Thì bài hôm trước chúng ta đã thêm được các sản phẩm vào trong một loại sản phẩm. Vào phần này thì chúng ta sẽ làm đến phần sửa và xóa. Thì cái này giống như CMS hay là quản lý của chúng ta, RESTful của chúng ta. Giống như là chúng ta đã làm được phần thêm, bây giờ chúng ta sẽ làm phần sửa. Đây các bạn đã thấy là chúng ta sẽ localhost, chúng ta vào đây. Ý của tôi là muốn ở chúng ta sẽ làm phần này. Chúng ta sign in, đây là cái người quản trị nhé. Sau này chúng ta có thể ẩn cái sign in đi cũng được. Cái này không lo, và khi mã hóa rồi thì các bạn không thể có hacker nào có thể truy cập được. Rồi, chúng ta sẽ làm. Đây chúng ta đăng sản phẩm nhá. Thì các bạn nhìn thấy là phần rau sạch của chúng ta đã có một sản phẩm là rau sạch trong rau. Thế bây giờ chúng ta sẽ làm sửa và xóa. Để sửa thì các bạn nhấp vào đây. Đó, nhấp vào đây nó sẽ ra cái mã của nó là rau. Thì đây để làm được cái phần sửa này, khi mà chúng ta nhấp vào sửa kích đúp hoặc là chúng ta click vào thì nó sẽ được ta sửa cái rau sạch này đi. Thì các bạn chú ý cho tôi là các bạn vào trong cái phần phần đây, phần upload sản phẩm ở trong view đó, chúng ta vào trong view nhá. Thì còn những cái này, những cái này, đây là những cái tạm thời thôi, ta đôi để đây. Thì cái form này là form HTML thôi, không có ảnh hưởng gì cả. Đấy, thì chúng ta lên cái phần sửa. Đấy, chúng ta vào cái đường link nhá, đường link ở dưới đây. Đó. Thì gồm có hai phần, tôi cho là ghi là sản phẩm vào cái đây. Đường này, cái đường link này nó sẽ chạy vào cái phần controller để nó ghi sản phẩm vào. Vậy thì chúng ta nhá, sẽ đưa thêm một biến nữa là biến ID category để nó biết được là sửa ở sản phẩm item code trong mục ID category, tức là sản phẩm trong loại sản phẩm. Vậy thì chúng ta có thể thêm một cái sượt ở đây nữa. Đấy. Các bạn dấu chấm này, phẩy trên này. Được chưa? Rồi, phẩy trên nhá. Đấy, các bạn phẩy cho tôi một cái này vào đây để cách phân cách giữa hai segment. Tức là cái đoạn ở trên URL đấy nhá, các bạn chú ý như thế. Chúng ta sẽ có ở đây là phần mở ngoặc đô la product, tôi viết tắt như này, category ID category, ID category. Đó, và chấm ở dưới để nối chuỗi, tức là nối cái chuỗi URL. Và bây giờ các bạn xem lại nhé, nó sẽ chạy như nào. Đây bây giờ tôi sửa này, sửa cái đúng không, thì nó ra cái phần router. Bây giờ chúng ta phải có một cái router để cho nó chạy vào, mà ở đây chúng ta mới có một router. Vậy chúng ta sẽ bộc lên nữa. Cái máy tính tôi mà cứ ghi cái nào luôn, không ghi thì nó lại rất nhanh. Chắc là do cái phần mềm ghi màn hình của tôi để cho các bạn xem lại, nó là một cái trình nó hơi khó, chạy hơi chậm, không tối ưu. Nào bây giờ chúng ta sẽ vào đây nhá, ghi sản phẩm ở đây. Ghi sản phẩm ở đây chúng ta mới có một cái router này, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ làm cho nó hai router tiếp theo. Đấy, ghi sản phẩm thì một cái là một tham biến đầu tiên. Đấy, chúng ta sẽ cho vào đây. Chúng ta sẽ cho vào đây. Các bạn nhớ chú ý nhé, mở ngoặc ra, hai chấm, end, đóng ngoặc lại.
Trong phần ghi sản phẩm này thì các bạn ghi cho tôi là gạch như này và đô la 1. Đấy. Các bạn hiểu ý là có cái tham số trên URL, nếu 1 thì nó là 1. Tiếp tục chúng ta làm một cái 2 để nó tự động dò URL. Chúng ta có thể gộp lại thành giống như là chúng ta dùng middleware ở trong Laravel đấy, nó cũng vậy thôi. Nhưng mà ở đây trong code cái này cũng gộp được, nhưng mà vì tiện tôi cũng không tiện viết ra thôi, cho chúng ta cứ viết theo kiểu truyền thống. Đấy. Rồi, tôi lại có một cái set tiếp. Mở ngoặc 2.any. Any là bất kỳ tham số, đúng không? Rồi ở đây các bạn ghi cho tôi hai cái cho tôi là đô la 1, đô la 2 là hai tham số. Hai cái giao tơ dẫn đường này sẽ truyền vào một đây, vào trong product controller. Đấy thì nó sẽ gọi trong ghi sản phẩm đây, thì các bạn nhìn lại nhé. Bây giờ ta di phép lại. Đấy, và ta chọn vào sửa. Ờ, thì nó sẽ nào. À chưa có phần sửa đúng không? Trong phần sửa. Vậy, vậy thì nó là ghi sản phẩm. Ghi sản phẩm vào đây. Vậy chúng ta đi xuống dưới này. Chúng ta xem lại cái phần này. Ghi sản phẩm 2 router. Đấy, product ID rồi. Item code, product ID ta lấy ở trên này. Lấy trên này. ID category. Ok. Item code ok. Để ta vào router ta xem. Ghi sản phẩm, đăng sản phẩm, product. Controller. À, chỗ này là product controller, product controller. Rồi chúng ta sẽ bịt cái này đi, ta chỉ cần một cái. Nó không hiểu cái kia. Cái này cần hai cái. Để nó vào kia nhé. À, ta tạm thời lên cái chỗ router này. Rồi đây nó bảo không có nó thoát lại. Thì bây giờ ta chọn bịt cái này. Tôi thử lại là ok. Echo. Ghi sản phẩm. Đây. Rồi. Cái này chúng ta sẽ dùng phương pháp ta bịt hết đi. Tạm biệt hết đi nhá. Sẽ nó ra được thì thôi. Nào bây giờ ta chọn này. Trong quá trình làm các bạn cũng phải có cái phần thử đúng không? Thử để biết nó đã vào đây chưa. Đấy, nếu không biết sao ta xóa nó đi. Ta đặt comment, dấu comment hết, đúng không? Đấy. Để cho sau ta xóa lại. Ra rồi. Đó, các bạn nhìn thấy này, nó ra 20 này, rau 113. Đấy, vậy thì chúng ta đã xác định là router đã hoạt động. Đúng không? Router sẽ hoạt động. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ làm cái điều gì? Cái phần này là phần thêm đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ để lại nguyên cái này đây nhé. Bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu cái này cực hay để chúng ta có thể làm được,
Vâng, ok, bây giờ tôi vào cái phần form. Upload product form này. Form này. Đó. Form này là form phần phần đây gọi là phần ghi sản phẩm ở dưới dạng là ghi là một tham số. Ghi là một tham số. Thế bây giờ ta thả cái tham số này ra xem nó thế nào. Rồi, ta thả này ra nhé. Đó. Ta thả này ra để ta thêm thì nó vẫn vào đúng không? Ghi sản phẩm vậy. Tức là thêm đấy, thêm thì chúng ta sẽ ghi vào để ta nhập sản phẩm mới. Đó, đây là tham số đầu tiên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay về phần phần dưới để chúng ta tôi sẽ làm hai cái. Đầu tiên bây giờ tôi quay về control phần model. Model là phần product đúng không? Thì tôi sẽ làm một cái hàm tìm kiếm. Các bạn ghi cho tôi. Public function get product by ID kết gọi and nhá and by code item để tên đấy là tên hàm thôi không có gì khó khăn cả. Đó. Có hai tham số truyền vào. Thứ nhất là ID kết coli. ID kết coli. Phẩy cái thứ hai tham số 2 là tham số code item, item code hay code. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ gì? Sẽ tìm luôn đúng không? Ta có biến tham số là query. Bằng zdb table zdb table getWhere getWhere và chúng ta cho nó vào. Đó. Thứ nhất là cột ID kết query bằng ID kết query. Đấy, cột thứ hai các bạn ghi cho tôi là item code đúng không? Sẽ bằng item code. Và cuối cùng là chúng ta trả về là return trả kết quả nhé. Kết quả này là kết quả tìm kiếm return jQuery query bằng cho đến get JSON. Ok
không? Nghĩa là chúng ta tìm kiếm xem nó có đúng là như vậy không? Nếu như mà nó là hai giá trị, tức là hai cái gọi là segment đấy, hai segment. Bây giờ chúng ta lên đây, đúng không? Chúng ta lên đây, chúng ta nhìn thấy này, cái này là một segment rồi, cái này là hai segment rồi, cái một tôi mở sau nhé. Thế bây giờ chúng ta kiểm tra rất là dễ, cái cộng vào thêm vào thì nó chỉ cần một segment thôi, nhưng cái sửa thì phải cần hai. Đấy, vậy tôi sẽ làm một cái biến n số segment số đoạn bằng zip request. Đó. Ở đây là URI, và các bạn ghi cho tôi là get total. Đó, get total nha. Số đoạn là get total ít mở ngoặc ra số đoạn. Nếu số đoạn mà bằng 3, nếu số đoạn thì bằng 3 thì làm gì? Thì chúng ta update. Có số đoạn bằng 2 thì chúng ta nếu số đoạn bằng 3 thì bằng, các bạn làm này cho tôi, thì chúng ta có như sau. Số đoạn bằng 3 nếu số đoạn bằng 3 thì các bạn ghi cho tôi là như biến nhỉ, ta có là id kết bằng zip request URI get segment 2. Đó. Còn nếu không, đây bằng ghi sản phẩm và 2 sau đó 3. Vậy thì chúng ta sẽ đếm này bằng 2 này. Tiếp theo ID ID item code. Bằng viết request URI get segment 3. Đấy, mà đúng chưa? Bằng 3, nếu không thì làm dưới nhá. Bằng 3, vậy bây giờ tôi sẽ làm như sau. Tôi có sản phẩm là cái data đấy, data ghi sản phẩm đấy, thì chúng ta ghi một cái biến, biến là sản phẩm sửa, hay là tôi gọi là product. Product đúng không? Của các bạn là bằng product, đây là tôi ghi như này. Sản phẩm hay cái data nhỉ, cho nó gọn đúng không? Được chưa? Sản phẩm bằng, đó. Bằng cái gì? Bằng bên trong của nó để chúng ta lấy cái kia
bằng cái con trỏ vào trong model. This product hơi chậm thì các bạn thông cảm. Pointer tiếp tục get đây cái hàm mà chúng ta vừa làm đấy, để ta đưa id kết phẩy id code đấy, để nó tìm đúng cái sản phẩm rau đó, đúng không các bạn? Rồi bây giờ ta mới truyền sang biến kia. Đây ta sẽ truyền sang đây, truyền sang cái phần phần đây. Đó. Ta truyền đây nhé. Đấy, thì ta phải có cái sâu nhập sản phẩm. Đây là Eco View bên này. Sang bên này, sang bên này để chúng ta đưa vào đây. Eco view. Upload product. Bài này chúng ta phải làm ha, làm rất dài. Tiếp theo upload đây, chọn đến view đây, chọn đến cái view upload này, ta gộp. Đây là chúng ta dùng phương thức gộp. Rồi chúng ta tiếp tục đến data. Data. Không các bạn. Ok. Đó nhá. Chúng ta sẽ upload data. Đây là sửa, phần sửa thì nó như vậy. Bình thường thì nó vẫn làm phần trên, nhưng đây đến đây là phần sửa. Nó sẽ gọi cái đấy ra. Đó. Gọi cái này ra, vậy bây giờ ta phải lấy ra sang bên kia. Ta lấy sang bên kia. Nó đây là SP. Vậy thì lấy được sang phần view. Sang phần view. Thì chúng cái này ở dưới thì chúng ta không không động vào. Phần product đấy thì nó vẫn ra, hiện ra. Còn lấy sang bên đây. Này chúng ta xem đây là menu view này. Hơi chậm các bạn ạ. Đấy, form này nhé. Form này thì ghi sang bây giờ tôi sẽ cho một cái biến là nếu tồn tại phải sửa. Đấy, tôi chọn biến thế này. Tôi chọn một cái biến cờ nhé, thông báo. Ok, biến cờ này là biến sửa, biến sửa. Tôi sẽ cho một cái biến vào đây, data bằng. Lúc này tôi đảo đây là đảo cái con trở thành một bảng mới phẩy
một cái nữa là update. Bằng chu update bằng chu vậy tôi điền này OK. Rồi bây giờ update bằng đây nhé. Ngon rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sang vào đây. Chúng ta ghi như sau. Đây, các bạn ghi này nhé. PHP. If và reset update nếu reset update and update bằng true thì đấy, thì này nhá, ta có cả này lên đây đấy, bằng chu nếu không ít bằng này nếu không thì làm cái gì đấy, và chúng ta kết thúc ở chỗ này cho nó gọn thì, nếu update thì bằng chu nếu không bằng này vậy thì chúng ta đưa cái này lên đây copy sang đây đó các bạn nhìn lại cú pháp nhé nếu update bằng chu như này nếu không thì làm này đấy thì cái này các bạn đóng cho tôi à, chỗ này là mở nếu nha đấy. Nếu không thì này bây giờ ta xem gọn lại đây nếu update bằng chu thì làm cái việc này đấy, làm việc này nếu không thì làm cái việc đây các bạn hiểu chưa nếu update bằng chu thì làm việc này còn nếu không thì làm ở đây và lúc này chúng ta sẽ để chúng ta sẽ mở cái form này ra chúng ta sẽ điền giá trị vào như sau. Ta sẽ điền giá trị như sau nhé. Ta điền giá trị như sau. OK. Trong cái form này, trong cái form này thì các bạn làm cho tôi một cái nhé. Một cái vòng for để chạy ra tất cả các trường của cột, chạy ra các cột. For it sản phẩm là biến chuyển sang app p sản phẩm thì làm gì
ta đang xử lý cái update đúng không? Thì ở đây chúng ta kết thúc cho nó một cái vào chỗ này. Chúng ta cho nó một cái vào đây. Đây chúng ta thấy nhé. ID category là biến hidden ở trong trường hợp này. Chúng ta xem nó có thể áp dụng giữ được không? Có thể giữ được không? Đấy, để chúng ta xem. Với cái hàm dưới là ID category. À đây. ID category. Đây. Cái này. Đấy. Vậy thì ở đây, ở trong này chúng ta sẽ sử dụng cái gì? Chúng ta lại áp dụng giống câu dưới. Hai cái form áp dụng câu dưới, form đầu tiên, form thứ hai, form đầu tiên đây. Ai là upload cái code upload này. Rồi. Form thứ hai, form thứ hai của chúng ta, cái code ở đây là chúng ta 1, 2 ID kết có đi. Chuyển sang. Ở bên này phần sửa vậy chúng ta sẽ cho nó st sản phẩm. Chúng ta bắt đầu vào đây nhé. Value. Bằng. Cái này là chúng ta lấy nó hiện ra thì chúng ta sửa. Các bạn chú ý như thế nhé. PF sản phẩm item code. Đấy, hiện đang cái tên sản phẩm item name.
tiếp tục chi nhánh. Giá trị. Cân nặng weight. Kích thước chúng ta vào đây. Dimension. Chiều dài dimension nên đi vào đây. Đó. Rồi chúng ta tiếp tục này. Loại hàng. Tên của loại hàng hóa. Value. Bằng. PSP. Chúng ta cho vào kết vào đi. Đó. Rồi giá chúng ta cho tiếp vào đây. Value sửa giá. Phần miêu tả bạn cứ cho xuống như này, như vậy. Với textbox nó lại khác một chút nhé. Textbox nó lại không có value đâu. Và chúng ta tiếp tục FT. Chúng ta ghi là description. Đó. Ok. Giờ chúng ta thử nhé. Đây, ra đây rồi. Đấy. Các bạn đã sửa đây rồi. Xong lúc nào ghi vào thì chúng ta ghi chung cùng một phương thức. Đấy, chúng ta thấy hay không? Quá tuyệt vời đúng không? Sửa thì nó phải hiện cái cũ lên đây và ta sửa. Đấy, và chúng ta chọn tệp và thay ảnh vào. Các bạn hiểu ý tôi không? Đấy. Cái bài bài này chúng ta làm tạm đến đây nhé. Tôi sẽ cắt nhỏ từng bài một vì viết dài quá sợ các bạn đọc nó không hiểu. Chúng ta thấy là các bạn chú ý là tôi đã trở về chỗ này. Đó. Ra luôn đúng không, mã rau ra mã rau. Đó. Ra luôn chứ không bị lẫn với cái sản phẩm khác. Ok, bài bài này tôi kết thúc ở đây. Bài sau tôi tiếp tục làm tiếp để chúng ta vừa ghi vừa sửa vừa thêm. Các bạn chú ý nhé, thêm thì như nào, sửa như nào, ghi vào như nào. Đấy, để cho nó hiện ra cả dưới nữa. Thì tôi kết thúc bài này tại đây. Các bạn chú ý thích thì đón xem và đăng ký cho tôi. Thank you các bạn.